Kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ tư tại Nam California. Tiệm cây của em có tên là EKT Nursery. Và đặc biệt là tiệm của em có rất nhiều giống cây ăn trái nhiệt đới. Em xin thông báo luôn là em sẽ lấy order để đi lên miền Bắc Cali trong vòng 2 tuần, nghĩa là từ bây giờ cho tới lúc em delivery sẽ là trong vòng khoảng 2 tuần. Thì cô chú anh chị nào mà muốn những cái cây ăn trái gì trên miền Bắc Cali ấy thì liên lạc với em nhé. Trước mặt của cô chú anh chị đây là cây khế này là cây khế ngọt và em có cả cây khế chua nữa, thì giá của nó là 70 đồng một em. Cô chú anh chị nào thích khế chua hay khế ngọt thì gọi điện cho em, hoặc là cô chú anh chị ở phương xa thì em có ship đi các tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ thì có gì gọi điện cho em nhé. Trước mặt của cô chú anh chị đây là cây me chua, lá me cô chú anh chị có thể dùng để nấu canh chua được, và thân me thì rất là dẻo, có thể dùng uốn bonsai. Thì cây me này có giá là 90 đồng, cây rất là đẹp, cao khoảng hơn 4 feet cũng có luôn. Thì ai tới trước thì chọn cây đẹp trước nhé. Đặc biệt trong tuần lễ này thì em sẽ on sale cái cây na dai của Việt Nam mình đó cô chú. Thực ra cây na dai trồng được tại Nam Cali nhé cô chú nhé. Thì cây na cái size này á, này em bán 150, cao hơn 5 feet luôn cô chú ạ. Có rất nhiều cây rất là khỏe và mạnh. Thì cô chú anh chị nào muốn á, tới tiệm em để chọn được cái cây ưng ý, hoặc nếu ở tiểu bang khác thì có thể gọi FaceTime để coi cái cây cho nó đúng theo tiêu chuẩn của cô chú và các anh các chị. Ngoài ra em còn cây na cao khoảng cỡ 4 feet đó cô chú, vẫn là 80 đồng một em, đó là em na đỏ nhé. Dạ bên đây là những em trứng gà đó, những em trứng gà này thì cao trên 5 feet, cây rất là khỏe và đẹp, vẫn có giá là 150 một em. Thì loại trứng gà này ăn rất là ngon cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị thích cái tàn cái xếp như thế nào thì tới vườn để chọn cho nó đúng ý của cô chú anh chị. Tiếp theo là những em cóc 70 đồng một em, cao từ hơn 4 feet đến 5 feet. Duy nhất còn lại một em cóc gốc rất là to thì là 100 đồng. Đây cô chú anh chị nhìn này. Đấy, có duy nhất một em này thôi. Ngoài ra em còn có cái em cóc Việt Nam mà lại lùn cơ. Còn đây là cái đu đủ lùn của em, chịu lạnh rất là tốt. Và chỉ có 20 đồng một em thôi. Đó. Cô chú anh chị nào thích cái cây gì thì cứ gọi cho em. Cây này em ship kèm với những cây ăn trái khác đều được hết đấy. Bên cạnh đây là những em sơ ri gò công cây chiết, cao cỡ 5 feet, có 70 đồng một em cô chú anh chị ạ. Để cô chú anh chị em nhìn này. Rồi bên cạnh nữa là cây ớt chỉ thiên, trái rất là nhiều. Cây cao ráo dáng đẹp như này là 20 đồng. Đó, trái nhiều lắm cô chú ơi. Ai đang cần đi mua ớt thì thôi chạy tới rước một em về, vừa nằm cảnh lại buồn buồn hái trái ớt ăn. Còn ở dưới đây là mấy cái em ớt chỉ thiên, cái cây nhỏ hơn. Bây giờ cuối mùa rồi nên là ớt lên giá, thì một chậu là 10 đồng, hai chậu 15 đồng cô chú anh chị nhé. Rồi bên cạnh nó, lấp nó đây là mấy em bông gì nhỉ, bông lài thơm để ướp trà đó. Thì đợt này trà của em về rồi rất là đẹp, có 20 đồng một em. Và lá dứa cũng mới về mấy chục chậu cũng có 20 đồng một em. Đó, cô chú anh chị nào thiếu mấy loại rau này á, thì liên hệ với em. Và tiếp theo em có luôn cái cây đu đủ lớn đang có hoa, 70 đồng một em, cũng là dòng đu đủ lùn nhưng mà là cây size lớn nha cô chú anh chị. Cũng có vài cây thôi chứ không có nhiều, nguyên một vườn cây đó, chỉ có vài cây có bông thôi thì em rước nó về đây. Thì cô chú anh chị nào không thích chờ đợi á, thì rước một em về để có trái ăn luôn. Và bên cạnh đây nữa là mấy cái em, wow đây nè cô chú ơi, đậu trái luôn rồi. Mấy em này là mấy em chanh dây ngọt loại mới nhá, trái khổng lồ cỡ một phao một trái đó. Nhìn cái bông là đã luôn, nời là nời cái bông rồi đó. Cái bông rất là đẹp, chịu lạnh được, tại Nam California không chịu được tuyết nha cô chú anh chị. Cái cây này là 130 đồng một em nè, cao chắc cỡ phải gần 7 feet có cô chú ạ. Thôi mình cứ khiêm tốn mình nói 6 feet đi. Cái cây lớn nha cô chú anh chị ơi. Cây này đậu trái rất là dễ, không cần chấm bông gì hết, tự ra trái, mà đặc biệt là trái ngọt và trái lớn. Ai mà đang có ý tưởng kinh doanh những cái trái cây này á, thì rước em này về trồng là sẽ rất là năng suất và bán trái rất là ngon luôn. Và tiếp theo đây là cây nho thân gỗ kim cương của em, hàng mới về, được đánh giá là cái cây lớn hơn so với đợt hàng trước.
nhưng mà cái cây này đều cái đợt hàng này á đã đều có bông hết rồi. Thì vừa rồi là một cái hình mà của cô chú khách hàng của em, cô chú mang về, cô chú chăm cái đợt hàng trước á, nó ra bông và ra trái rất là nhiều. Thì để em đưa cái hình lên cho cô chú anh chị coi nhé. Cái cây này vẫn giá là 400 đồng như lần trước, và cô chú anh chị nào về chăm sóc lại khoảng một tháng thôi đó, là nó lại ra bông ra trái lại bình thường. Nho thân gỗ thì vườn em có rất là nhiều size khác nhau. Ô quên mất, đợt này em chuẩn bị đưa hàng lên trên miền Bắc Cali, em sẽ lấy order khoảng từ giờ cho đến lúc delivery là 2 tuần nữa đấy. Thì cô chú anh chị nào mà muốn cái cây gì á thì nói với em nhé, 2 tuần nữa em sẽ lên miền Bắc Cali một chuyến. Thì vườn của em có 3 loại nho thân gỗ, 4 loại chứ. Một loại là kim cương, một loại màu đen, một loại màu đỏ, một loại gọi là blue và một loại nữa là rimmel. Thì cô chú anh chị nào mà rảnh á thì ghé tiệm của em để coi. Đây bên đây là những cây bơ 60 đồng, rất là lớn và đẹp, có đủ giống bơ ở đây luôn á. Có cả bơ cổ dài luôn. Rồi bơ Red Jim, rồi nói chung pô tề hay cái gì đó nhiều lắm. Nếu cô chú anh chị nào chưa biết cái hương vị của cái mùi Jabotica nó làm sao á thì có thể ghé tiệm của em để tự tay hái cho mình một cái trái Jabotica hay là gọi là nho thân gỗ, ăn thử xem cái vị nó ra làm sao rồi mới quyết định mua cái cây cũng được. Tại vì tiệm của em có rất là nhiều size lớn nhỏ khác nhau, phù hợp với lại nhu cầu của cô chú anh chị và các bạn. Có một cây bồng hướng dương đã nở hoa tại tiệm của em, đậu ngay trên cái cây nho thân gỗ đó. Cô chú anh chị nhìn này, nhà em thì có rất là nhiều cây nho thân gỗ, size lớn size nhỏ rất là đầy đủ hết. Nhưng mà những cái cây nó lâu năm á thì trái nó cho ra nhiều nhá cô chú, còn cây mới á thì trái nó cứ ít lắm. Đấy là cái sự nhận nhận diện về những cái tuổi đời của nho thân gỗ đấy cô chú anh chị ạ. Có trái rồi thì bây giờ cô chú anh chị theo em ra chỗ bông nhá. Mà bông này thì đặc biệt là cũng ăn được luôn. Em thì hướng về ăn uống, tâm hồn ăn uống rất là nhiều. Thì những cái cây em bán đây đa số là phục vụ với cái việc ăn uống. Thì đây là những cây bông xoa đũa, 50 đồng một em. Cái bông lần cái cây lần trước mà có nụ đó, thì nó chưa có nở bông. Mà cái em này thì lại ra bông trước, rất là bất ngờ luôn, cái bông rất là đẹp. Em tính em hái nhưng về sau thôi em nghĩ lại rồi để ngắm thôi không hái nữa. Đấy cô chú anh chị nào mà còn thiếu cái cây xoa đũa này á, thì rước về trong năm nay là ra bông thôi. Đây nè cô chú nhìn này, mình nâng nó như gì em để nó vào góc mà nó chưa chịu ra bông, còn cái bạn kia bất ngờ ra bông cái happy quá cô chú anh chị ơi. Đợt này em có cây xoài tượng Đài Loan gốc rất là to và giá vẫn là 150 một em như lần trước thôi cô chú anh chị ạ. Đó cô chú anh chị nhìn này. Đấy rồi em có xoài thì có nhiều lắm, cô chú anh chị nào còn thiếu cây xoài gì thì cứ tới, giá bắt đầu là từ 100 đồng, rồi cái xoài thanh ca thì có 40 đồng thôi à. Tới để tiệm để coi chọn những cái cây cái dáng nó hợp với lại cô chú anh chị và các bạn. Xoài nhà em nhiều lắm, nguyên một vườn xoài cơ, nhiều cây xoài cũng đang ra trái rồi, trái nhiều lắm. Tiếp theo là những cây chuối sáp cao khoảng 4 feet cô chú anh chị ạ. Cây chuối sáp nghệ này thì ăn rất là ngon. Cô chú anh chị có thể dùng để luộc. Đấy, ai là người miền Nam thì rất là biết cái cây chuối sáp này nó như thế nào rồi. Còn em là người Bắc, khi mà em được ăn cái trái chuối sáp để luộc này đó thì em rất là thích. Cái cây như thế này á, là 100 đồng một em cô chú anh chị ạ. Chuối sáp nghệ, cây rất là khỏe, xanh lá thì có thể dùng để gói bánh. Cái gốc của chuối đó, cái củ chuối có thể xào ăn, rồi cái bắp chuối, cái hoa chuối thì làm gỏi, nghĩa là cái thân chuối cũng ăn được luôn,
mà đặc biệt là khi cô chú anh chị trồng xuống nó sẽ nhảy cây con. Thế là cô chú anh chị đã có lời. Tiếp theo là cây mận điều đỏ của người miền Tây, hay tiếng Anh còn gọi là Malay Apple. Cái cây này em đang bán với cái giá là 100 đồng một cây, thì nó cao cỡ khoảng 3 4 feet. Cao cỡ khoảng 4 feet đó cô chú anh chị. Còn đằng sau nó là cây trùng ruột thì là 90 đồng một cây, cao hơn 4 feet. Nói tóm lại là trong vườn cây của Tú Tropical Garden hay là EKT Nursery thì không thiếu một thứ cây gì. Cô chú anh chị nào thích cái cây gì thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình, hay là ở gần local thì chạy tới tiệm để trực tiếp coi cái cây cho nó đúng ý của mình á. Và đây là hai vị khách đang đi từ xa tới. Màu xanh rất là đẹp. Còn đây bà chị nó đeo kính và rất thời trang. Tay xách thêm một hũ chè. Cầm thêm cái thìa luôn. Đấy, 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 đến cho ăn này, cho ăn này. Rồi, thank you chị. Chồng đói, chồng đói. Chồng đói, thank you. Cô chú anh chị ơi, trời mùa hè nóng bức như thế này á mà được một ly chè ăn này thì thôi còn gì bằng, lại còn đang đói nữa. Trời ơi. Rất em rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Tới là vừa gọi là thần tài tới này còn cho ăn nữa. Còn gì bằng. Đây em đang ngồi em nghỉ một chút, em ăn thật nhanh rồi em ra em tiếp em nói chuyện với chị. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh YouTube channel của em. Thấy hay và thấy thú vị thì subscribe và ấn like nhé.